Hello, chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với Phạm Cường Vlog cuộc sống ở Đài Loan. Thì video này thì một video khá là đặc biệt. Khá là đặc biệt với đối với bản thân mình. Thì video này là video thứ 100 của mình làm YouTube ở bên Đài Loan này. Thì theo như cái tiêu đề mọi người cũng đã đọc thì là sau 100 video thì mình đã nhận được gì thì cũng rất nhiều thứ mình đã nhận được và cũng đã mất đi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là sau 100 video ấy của mình thì mình nhận lại được gì và mất đi những gì. Giờ bắt đầu nói cái mà mình nhận được nhé mọi người. Thì các bạn cũng đã biết là làm YouTube như này thì mọi người sẽ nhận lại được một số thứ. Đấy là mọi người tự tin hơn, với mọi người biết được nhiều thứ hơn và mọi người có thể học hỏi được nhiều thứ ở trên mạng hơn. Thì mọi người tự tin hơn sẽ là mọi người dám đứng trước màn hình như này, mọi người nói chuyện một mình này. Thì mọi người cứ nghĩ là ngày xưa mình chỉ cần đứng trước camera thôi là cái giọng của mình không nói ra lời nữa. Còn bây giờ thì mọi người đứng trước camera thì mọi người đã tự tin hơn, dám nhìn thẳng vào cái ống kính của mình để nói chuyện. Đấy, đấy là tự tin nhất của mình từ khi mình làm được như vậy. Thứ hai là mình học được nhiều thứ hơn. Nếu mà không làm vlog hay không làm video YouTube thế này thì mình làm gì đã biết đến edit video, sửa ảnh thumbnail hay là tự viết cái cốt truyện cho mình, rồi nghĩ cái lên ý tưởng cho mình để quay video, rồi set up như thế nào, rồi bỏ máy làm sao, quay như thế nào thì hợp lý, chỉnh màu, chỉnh độ sáng, đủ các loại luôn mọi người. Nếu mà mọi người thích thì sau này mình sẽ làm những video sau nói rõ hơn cái vấn đề này. Còn mình sẽ còn được một số thứ nữa là mình được thưởng thức những cái món ăn mà từ trước tới giờ mình chưa được thưởng thức nếu mà không làm cái YouTube này. Với lại mình cũng được trải nghiệm nhiều hơn, mình cũng được đi nhiều nơi hơn. Thì đó là những thứ mình nhận được, mình trải nghiệm được khi mình làm YouTube. Sau 100 video mình làm được như vậy. Còn mất đi thì cũng không vừa đâu mọi người. Thì mất đi là những thứ mà như kiểu mà là tiền bạc của mình, công sức của mình, thời gian của mình. Thứ nhất là về mất đi tiền bạc. Mình bỏ tiền ra, mình mua máy để quay thế này, mua máy tính, rồi mua dụng cụ, mua mic để mình quay nghe, để nói chuyện cho mọi người nghe rõ hơn. Thế là mất về tiền bạc của mình, rồi mất sức của mình. Từ khi mình làm cái YouTube này, mình phải nói thật là mình đổ sức ra để làm những cái video cho mọi người xem, mình đã rất là bỏ ra nhiều sức lực luôn á. Như kiểu mà mình đi làm đã 8 giờ sáng đến 9 giờ đêm mình mới về. Rồi trong khi đó mình về, nhiều khi mình còn muốn nói chuyện với mọi người thì mình ngồi mình làm video thế này, rồi mình edit, rồi mình sửa ảnh, rồi đăng lên YouTube. Mọi người nghĩ trong cái thời gian đấy là cũng phải rất là nhiều thời gian. Nếu ngồi quay video, nếu mà thành công thì cũng rất là nhanh. Còn nếu mà mình quay mà kiểu bị lỗi hay là mình làm gì đấy, bây giờ mình phải lại quay lại rồi bỏ vào máy tính. Thì ngày xưa cái máy tính của mình ấy là cái máy tính cũ ấy, nó render cái video tầm phải mấy tiếng đồng hồ mới xong. Còn sau một thời gian mình cảm giác cái máy ấy không thể làm được nữa, thế là mình đổi sang máy khác thì nó nhanh hơn một chút. Rồi ngồi sửa video cũng tầm mất tiếng, hơn tiếng.
rồi ngồi sửa ảnh, sửa nhanh thì cũng mất tầm 15-20 phút. Đấy là mình còn phải nghĩ ý tưởng để mình còn viết lên cho mọi người dễ hiểu, rồi thu hút được nhiều người xem hơn. Đó là cái công sức của mình mất đi. À còn còn nữa là thời gian này ấy, mình bị tức ngực. Thì lý do là mình kiểu mình suy nghĩ quá nhiều, với lại cái áp lực công việc của mình ấy, cái áp lực ở công ty mình, áp lực ở công ty, vậy lấy nó làm chậm hàng, phải làm nhanh hàng, làm chậm thì không được. Còn về nhà thì còn là làm YouTube, rồi mình còn nghĩ ý tưởng, rồi mình còn ngồi sửa video thử đến khuya 1-2 giờ sáng, đôi khi 1-2 giờ sáng mình mới ngủ. Ngày mai đi làm rồi quay về lặp lại như vậy trong vòng rất là lâu rồi. Xong rồi tự nhiên cái sức mình nó yếu lại, rồi mình mới nghĩ là sau thời gian mình làm như vậy mình nhận lại được gì và mình mất đi những gì, rồi mình cái hại cái sức khỏe mình ra sao. Thực sự là một tuần để ra được 3 cái video cho mọi người xem, đôi khi là 4 video cho mọi người xem, thì đó là một cả một sự nỗ lực của mình, cả một sự cống hiến của mình cho mọi người. Thực sự là mình rất là mệt, đi làm về ở công ty về rồi về đây còn làm nữa thì thực sự rất là mệt, nhưng mình phải cố gắng mọi người. Làm YouTube này thì mình làm một vì đam mê của mình, cũng như là về tiền bạc nữa, thì không ai làm mà bảo là mình làm cho vui, rồi mình làm gì để vứt đấy, ai xem thì xem, không xem thì thôi, thì đấy là làm cho vui thôi. Còn mình làm thì mình cũng muốn kiếm một chút kinh tế nữa để mình hỗ trợ cái cuộc sống của mình ở bên này. Thì sau một thời gian làm YouTube thì mình cũng có những cái lời khuyên nào cho những người mới bắt đầu làm YouTube, hay là những người mà thích làm YouTube mà còn đang phân vân có nên làm hay không, thì mình nghĩ là mọi người nên hãy thử sức mình, đặt cái thử thách cho bản thân mình xem cái bản thân mình có làm được hay không. Mình hãy nỗ lực làm thì chắc chắn mọi người sẽ thành công. Thì sau một thời gian thì mình cũng nghĩ là mọi người đừng làm hùng hục như trâu, mà mọi người nên làm nhưng mà phải để ý đến sức khỏe của mình, đừng làm mà bất chấp ngày đêm như mình. Thực sự là mình không có thời gian, thực sự là mình không có thời gian, thời gian của mình rất ít. Hiện tại là cũng đã muộn đấy nha mọi người, buổi đêm mình quay cái video này là quay buổi tối, vừa mình vừa tăng ca về tắm rửa rồi làm video này cho mọi người xem, đúng là video này đúng là buổi tối luôn. Thì mình đi làm, mình nghĩ ra sau một 80 video của mình muốn làm một video thế này để kỷ niệm là mình đã sau bao nhiêu lâu mình đã làm được 100 video đầu tiên của mình. Thực sự là mình cũng rất là vui, nhưng mà thực sự cũng kênh mình thì cũng chưa được phát triển lắm, tại vì mình còn nhiều thứ mình chưa biết, tại vì mình tự học, chả ai bày mình cả, mình tự học tự làm, tự dựng video tự sửa hết, nên là mình sẽ bị chậm hơn mọi người một tí. Thì đấy, giờ kênh mình cũng chỉ mới có hơn cho như là gần 200 người đăng ký đi, sau 100 video ấy mọi người nghĩ ấy, thì mình đã làm sai tất cả nhiều thứ lắm. Mình nếu mà được làm lại thì mình sẽ làm lại tất cả mọi thứ, chứ không có như bắt đầu kiểu chưa biết gì rồi làm như thế này. Thì ai cũng có sai lầm mọi người, thì mọi người cứ phải sai lầm trước rồi mọi người mới mới nâng tí tay của mình lên được, cái tầm của mình mới nâng lên được. Nhưng phải sai, thì tuổi trẻ mà ai chả sai, mà nếu làm lần đầu mà ai chả sai, nhưng mà sai mình có sợ chứ sai đừng có bỏ cuộc là được.
Hãy cứ làm, dù có biết là cái của mình làm chả ai xem, nhưng mà trong đó có một hai người xem, mọi người hãy cứ làm rồi sẽ có rất là nhiều người xem. Hãy làm bằng cái tâm của mình. Mình cũng vậy, mình có gì mình chia sẻ hết, chứ mình không muốn giấu giếm gì hết. Cuộc sống mình ra sao mình chia sẻ lại cho mọi người, để mọi người hiểu về Đài Loan hơn, hiểu về cuộc sống ở bên này, những văn hóa của họ, những cái anh em lao động ở bên này, những công việc của mình. Đấy. Mình cũng đã chia sẻ cho mọi người tất cả mọi thứ về sau 100 video mình đã nhận lại được gì và mình mất những gì. Thì video này cũng cảm ơn mọi người đã xem hết. Nếu mọi người thấy hay, ý nghĩa, giúp mọi người hiểu về Đài Loan hơn thì hãy cho mình xin một like, đăng ký chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Và ở cuối video thì mọi người thích video nào thì mọi người hãy bấm vào đây xem, ở bên này hoặc bên này. Đấy, hai bên này. Đấy. Thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.